có pha cà phê cho em nè. Cảm ơn, tôi uống rồi. Tôi không uống nữa. Em uống một ly nữa nha. Anh cảm phiền bưng cái ly cà phê lên giùm tôi một cái. Trên bàn làm việc tôi không có thích để đồ ăn đồ uống. Anh xin lỗi. Tí Kim à, sáng nay em về lúc nào? Sao không gọi anh vậy? Em có nhớ tối qua? Nè, tôi quên hết rồi. Tôi không có nhớ gì hết á. Hôm qua tôi uống rất say và tôi thường quên sạch mọi chuyện sau khi tôi tỉnh rượu. Anh đừng hỏi tôi những câu tương tự như vậy. Tôi quên hết rồi. Còn nữa, đây là công ty, đang trong giờ làm việc. Tôi không có muốn nói chuyện riêng tư. Lần sau anh giữ ý giữ tứ giùm tôi đi. Cà phê em này không ngon ta? Lợi dụng lúc tôi say để ngủ với tôi thì sẽ có được tôi sao? Anh đừng có mơ.